Và ngay bây giờ em sẽ thử chiếc xe này luôn cho anh chị xem coi về cái phần khung gầm cũng như là cách âm của chiếc xe này sẽ như thế nào nha anh chị nha. Số 1 qua 2 rất là nhẹ nhàng nè. Và khi mà cái vòng tua máy á, cho anh chị, vòng tua máy mà rơi vào tầm khoảng đâu đó 1.500 là chiếc xe này bắt đầu mở tua máy nha. Và qua số thì theo em cảm nhận là cái khung gầm xe này rất là chắc, cực kỳ chắc chắn luôn. Nó cũng không ồn lắm. Thực chất ra thì turbo mở nghe tiếng gió rít nó cũng rất là sướng tai. Và mọi chi tiết vận hành của chiếc xe này thì có thể nói là nó rất là đều đặn luôn nha. Giờ sẽ ra tới khúc đường thẳng này. Giờ em sẽ nẹp thử nha. Vòng tua máy lên 2.000, turbo mở nè. Đó, tiếng turbo mở nha. Thì với phần đề ba thì xe này đề ba rất là tốt luôn. Nước đề ba rất là tốt nha. Em Ngọc Phú Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và trong ngày hôm nay xin gửi đến anh chị một chiếc xe rất là đình đám và rất là thân thuộc với anh chị rồi. Đến từ thương hiệu Ford, chiếc Ford Everest.
Chiếc xe này sản xuất vào năm 2020 và đây là một phiên bản Ambient MT. Có thể nói là đây là phiên bản thấp nhất của Ford Everest năm 2020 nha anh chị nha. Thì cạnh tranh cùng với Ford Everest thì chúng ta có thể nhắc đến đó là chiếc Toyota Fortuner phiên bản MT số sàn nha anh chị. Thì chiếc xe ngày hôm nay gửi đến anh chị thì mới chạy gói gọn đâu đó khoảng mười mấy ngàn cây số thôi thưa anh chị. Năm vỏ theo xe, sơ cua từ trước tới giờ mới lăn hai lần, không quá 5 cây số. Và tình trạng xe nước sơn rin nguyên con, chưa sơn dậm nha, chưa sơn dậm lần nào. Xe em mua ngay chủ luôn và chiếc xe này lại mang tên công ty. Ví dụ anh chị nào mua chiếc xe này thì mình chỉ có thể là xuất hóa đơn và ra tên chính chủ luôn nha anh chị nha. Qua đâu đó khoảng 1 năm sử dụng thì chiếc xe này đang còn rất là tươi mới luôn. Tình trạng thì 5 vỏ theo xe. Và ngay bây giờ em sẽ review tổng quan chiếc xe này cho anh chị, cũng như là gửi đến anh chị một cái mức giá bán có thể nói là cực kỳ tốt tại thị trường bây giờ luôn. 2020 lăn bánh đâu đó 13.000 cây số và mức giá bán cho chiếc xe này rơi vào 800 triệu tròn, đã bao gồm rút hồ sơ gốc cho anh chị rồi. Và con số lăn bánh chiếc xe này sẽ rơi vào 820 triệu và bao giá toàn Việt Nam cho anh chị luôn nha. Điều đầu tiên về phần cụm đèn của chiếc xe Everest phiên bản Ambient này, có thể nói là chúng ta đã được trang bị nguyên cụm đèn, đó là cụm đèn projector luôn, projector và pha mạ kim cương trợ sáng thêm halogen. Chúng ta sẽ có đèn rờ mi báo khi chúng ta mở cửa. Và phần cản xe này nước sơn rin 100% nha anh chị nha, từ phần chóa sương mù ở bên trong này cho đến phần lưới gió ở đằng trước này nha. Đó, anh chị có thể nhìn cho em là cái phần bát cần số, cái bát của cái bảng số từ trước tới giờ này. Đó, cái này mới tháo đi rút hồ sơ nha, nhưng mà có thể nói là đang còn đẹp. Logo Ford và mặt ga lăng, có thể nói là mặt ga lăng rất là lớn này, mặt ga lăng cực lớn luôn. Và phần cabo nước sơn cực căng với xe này. Đó. Nhìn thì trên này thì chiếc xe này hôm nay siêu tươi mới luôn. Nguyên cái phần vỏ trước nha anh chị nha, vỏ trước của chiếc xe này thì có thể nói là nó còn 90% nha. Và 5 cái vỏ của chiếc xe này theo xe hết. Đó. Về phần cụm mâm thì chiếc xe này sử dụng mâm cũng khá là lớn, 17 inch, ngang với Toyota Fortuner. Vỏ 265, 65, 17 sử dụng 4 con heo thắng khá là lớn luôn nha, 4 thắng đĩa. Và cho cái chiếc xe 2020 này chúng ta đã có hệ thống cân bằng điện tử rồi, đã có hệ thống cân bằng điện tử rồi và được nâng cấp trên chiếc xe này tới 7 túi khí luôn cơ. Trong khoang nội thất thì khoang nội thất chiếc xe này đã được người sử dụng nâng cấp da cho chúng ta rồi. Và bên trong bộ da này vẫn còn bộ nỉ nha, vẫn còn nguyên bộ nỉ luôn. Và cái lịch bảo dưỡng nè, anh chị có thể nhìn cho em nè, lịch bảo dưỡng của chiếc xe này nè, bảo dưỡng ngày 6 tháng 9 2021 nè. Đó, từ Ford nha. Có thể nói là cái chính sách nó rất là minh bạch luôn và cái lịch sử xe rất là sạch sẽ luôn nha. Cái mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này, anh chị có thể nhìn cho em là kết hợp nó chỉ rơi vào 6.2 lít, trong đô thị nó sẽ là 7.8 lít và ngoài đô thị nó chỉ có 5.3 lít thôi. Rất là tiết kiệm, chưa đến 1.000 đồng trên một cây số nha anh chị nha. Và toàn bộ bên trong này đã được người sử dụng trước lên thảm cho chúng ta rồi nè. Và cái sàn, cái phần sàn rin của chiếc xe đang còn nguyên luôn nha anh chị nha, còn y nguyên luôn. Và phần trần thì được người sử dụng giữ rất là sạch sẽ cho phần trần nè. Đó, không cần bọc keo gì luôn nha. Xe này gia đình 100%, không qua dịch vụ bất kỳ một ngày nào. Đó, và tình trạng em lấy về thì đang còn đồ đạc của người sử dụng trước ở trên chiếc xe này luôn. Hệ thống giải trí của chiếc xe Ambient này thì có thể nói là được nâng cấp lên khá nhiều. Đếm sơ sơ thì 4 cánh cửa chúng ta có tổng cộng mỗi cánh 2 loa, 4 cánh chúng ta sẽ có 8 loa. Một loa ở bên trên táp lô là chúng ta đã có 9 loa, mà em không biết là ở phần sau đuôi này á thì chúng ta sẽ có cái gì thêm. Và đây là cái remote của chiếc Ambient này nha. Khi mà em bấm hai cái thì cái cốp này sẽ tự động mở khóa, nhưng mà chúng ta lại phải dùng cơm, dùng tay này để chúng ta kéo lên. Đó. Và cái hàng ghế sau của chiếc xe này nằm ở đây. So với phiên bản Titanium, phiên bản đủ thì chiếc xe này bị cut option ở chỗ một là chúng ta bị
cái phần nâng hạ hàng ghế sau này. Và thứ hai là chúng ta bị cắt cái cốp điện nha anh chị nha. Về ghế sau này chúng ta vẫn có một cái loa súp nằm ở đây nha. Loa súp của chiếc xe này nằm tại vị trí này. Đó. Và tình trạng nè, đồ nghề của chiếc xe này siêu tươi luôn. Đó, rất là tươi nha. Đó, xe này thì mới có mười mấy ngàn cây thôi thưa anh chị. À, phần sau đuôi chúng ta sẽ có thêm, tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 con cảm biến lùi và hệ thống camera lùi xe nằm ở bên trên này nha. Cái camera này là option đi theo xe luôn. Đó. Và cốp kiếp của chiếc xe này đóng rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Cực kỳ nhẹ luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào phần cốp cũng như là chi tiết về cái phần keo chỉ của chiếc xe này luôn. Thực chất ra một chiếc xe gia đình chạy đâu đó mười mấy ngàn thì em nghĩ là nó cũng không sao, không có gì để coi cả. Tại vì những chiếc xe như thế này là tình trạng xe rinh nguyên con nha. Rinh nguyên con từ trên xuống dưới luôn. Đó, xe đã được lên phin cách nhiệt cho chúng ta rồi. Đó, phần cụm đèn rất là tốt nha. Cái này thì nó tương đương với phiên bản Trend. Năm ngoái em nhớ là em có bán một chiếc bản Trend màu đỏ. Xe rất là chất, cũng ngang ngửa chiếc xe này và giá thành cũng ngang tầm chiếc xe này nha. Đó, nè, phần loa trước nè. Phần túi khí chiếc xe này được trang bị bên phụ lái, trên vô lăng, dưới đầu gối. Là nguyên khoang đằng trước này chúng ta có khá dày nha. Đằng trước này trên phần tắp lô là chúng ta đã có 3 túi. 2 túi trên phần trụ bê và 2 túi phần ghế. Là chiếc xe này trang bị option cho chúng ta 7 túi khí. Hộp số sàn thì chúng ta đã được nâng cấp lên, đó là hộp số sàn 6 cấp. Đó, chúng ta đã có màn hình luôn. Chìa khóa thông minh để nổ bằng startup ở trên này nha. Đó, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Còn chi tiết về phần khóa cũng như là phần trụ thì chiếc xe này nó cực pin nha. Cực pin và keo chỉ chắc chắn với anh chị, nó không mất bất kỳ của anh chị một phần nào. Đó, 220. Đó, đây là phiên bản cuối. Tại vì trong năm 2021 này thì có thể nói là bên hãng Ford em ít gặp dòng Ambient này hơn. Đa phần sẽ là bản gì ạ? Phiên bản Titanium số tự động 1 cầu hoặc là số tự động 2 cầu nha. Thì bây giờ em sẽ lên trên xe và check luôn chiếc xe này luôn cho anh chị luôn. Đó. Rồi. 13.966 cây nha. Âm cô để nổ cái này. Ôi trời ơi, cực kỳ êm nha. Chống trên trượt khởi hành ngang dốc. Bây giờ còn hai cái bóng này đã tắt rồi, đúng không ạ? Rất là tốt nha. Nổ máy phát là bây giờ em sẽ bấm auto. Rồi ôi, mát rượi luôn. Nâng cấp tiếp theo cho phiên bản này là tuy là Ambient bản thấp nhất nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng đó là cái vô lăng trợ lực điện nha anh chị nha, không phải là trợ lực dầu. Đó, phần đèn nằm bên này. Đèn cản tăng giảm độ sáng của phần đèn. Cũng như là trên này chúng ta sẽ có gương gập điện, chỉnh điện. Gập điện, chỉnh điện đầy đủ nha. Gập điện, chỉnh điện. Bên ghế phụ chúng ta cũng có thêm, đó là cái phần mở khóa luôn. Đó, xe này khóa trẻ em bình thường nha. Đẩy thẳng số 3, kéo xuống số 4. Và 1, 2, 3, 4, 5 và 6, đúng không ạ? Rất là tốt nha. Đó, bên trên cái phần phím trên này thì chúng ta sẽ có nè những cái phần thông số kỹ thuật như là tài A, B nha. A, B. Đó, chip 1, chip 2 nè. Còn auto của chiếc xe thì nằm dưới nè, 013966 nè, phẩy 9 nè, đúng không ạ? Và trên này sẽ là tua máy hoặc là những cái phần thông số kỹ thuật của chiếc xe nha. Xe này thì mức tiêu hao nguyên liệu của nó giống kiểu là chỉ ngửi dầu thôi anh chị. Đó, rất là tốt nha. Hệ thống dàn lạnh bên trên này. Thì khoang đằng trước này chúng ta sẽ có hệ thống, đó là hai dàn lạnh nha. Hai dàn lạnh nha. Hai dàn lạnh chứ không phải một nha. Hai dàn lạnh à, bên này và bên này. Độc lập. Phần cốp nằm bên trong này. Đó, và chất lượng thì bộ ghế da này thì người sử dụng vào từ lúc mà mua xe tới bây giờ nha. Cho nên là nó cũng rất là tốt. Và cái khoang tầm ngồi lái á, nó rất là cao, cũng như là phần trần nóc này nó rất là cao ráo nha anh chị nha. Tầm nhìn này, đây là phần tầm nhìn của Ford Everest nha, rất là cao ráo luôn. Đó, còn về cái phần
keo chỉ thì em nghĩ là những chiếc xe siêu lướt như thế này mình chỉ, em nghĩ là cũng không cần phải quay keo chỉ cho anh chị đâu. Tại vì những chiếc xe này thông thường thì những khách hàng của em đi mua thì đa phần 100% sẽ chạy thẳng vào hãng luôn, và chúng ta test hãng luôn nha anh chị nha. À, phần mâm của chiếc xe này thì có thể nói là gần giống như chiếc Ford Ranger XLT, đúng không ạ? Phiên bản hai cầu số sàn nó y chang luôn, không khác tí nào hết. Và kích thước vỏ thì có thể nói là ngang bằng với chiếc Toyota Fortuner. Còn về hệ thống máy, đây thưa anh chị, chiếc xe này sử dụng động cơ 2.0 nha, có turbo tăng áp, hệ thống ABS xịn sò luôn, và cục máy này từ lúc mua về tới giờ chưa rửa bất kỳ lần nè. Đó, siêu tươi mới nha. Đó, từ cái lúc em lấy xe tới giờ là mới rửa bên ngoài thôi, còn cái này thì để nguyên vời cho anh chị nào coi xe để mình coi thực tế nha, còn anh chị nào cần yêu cầu rửa thì em sẽ rửa cho anh chị nha. Tiren 100% nè, tấm cách nhiệt như mới nha, có thể nói là như mới luôn, toàn bộ phần cụm đèn rất là tốt nè, chưa phục hồi. Đó, cam kết trực tiếp trên giấy tờ mua bán cho anh chị, xe không cấn, không đụng, không ngập nước, không thủy chất, không lỗi điện nha. Đó, bao check hãng 63 tỉnh luôn. Đó, cabo rin 100% nha. Và máy rin chưa mở, không rin nhớt, không xị nhớt bất kỳ nha. Đó, đây là hệ thống turbo của chiếc Everest nè. Đây nha, turbo rất dễ nhìn luôn. Thì chiếc xe này em chưa thấy là nó có tình trạng bị lỗi lầm, hay là kể cả tình trạng turbo bị xì nhớt thì em cũng chưa thấy nha anh chị nha. Đó, còn về chi tiết form dáng của chiếc xe này thì trong cái video này thì em nghĩ là anh chị cũng đã thấy được phần nào cái tỷ lệ thuận của chiếc xe này. Nhưng mà để so sánh cùng phân khúc với nhau và ngang giá thành với nhau thì em nghĩ là chiếc xe này có thể nói là nó nhỉnh hơn Toyota Fortuner rất là nhiều về phần khung gầm nha anh chị nha. Về phần khung gầm của chiếc Everest thì thực sự mà nói nó bá đạo cực kỳ. Toàn bộ chi tiết nè, từ thanh dàn cho đến cầu bọng, nó chắc chắn hơn Fortuner rất nhiều. Đây thưa anh chị này, nhìn dàn gầm bá đạo chưa? Thanh dàn cũng vậy nha. Và phần bô xả nè. Rồi, xe này mà chỉ cần em nói xịt bỏ tuyết lên, rửa thôi là xong rồi. Còn vỏ sơ cua nè, gai sơ cua, râu sơ cua còn nguyên nè. Đó, cực kỳ feel luôn nha, cực kỳ tốt luôn. Đó, thì ngay bây giờ thôi, em nghĩ là mình lên trải nghiệm thử một vòng chiếc xe này coi xem coi nó sẽ như thế nào nha anh chị nha. Đi lên xe luôn em. Và ngay bây giờ em sẽ thử chiếc xe này luôn cho anh chị xem coi về cái phần khung gầm cũng như là cách âm của chiếc xe này sẽ như thế nào nha anh chị nha. Số 1 qua 2 rất là nhẹ nhàng nè. Và khi mà cái vòng tua máy á, thưa anh chị, vòng tua máy mà rơi vào tầm khoảng đâu đó 1.500 là chiếc xe này bắt đầu mở tua máy nha. Và qua số thì theo em cảm nhận là cái khung gầm xe này rất là chắc, cực kỳ chắc chắn luôn. Nó cũng không ồn lắm. Thực chất ra thì turbo mở nghe tiếng gió rít nó cũng rất là sướng tai. Và mọi chi tiết vận hành của chiếc xe này thì có thể nói là nó rất là đều đặn luôn nha. Giờ sẽ ra tới khúc đường thẳng nè. Giờ em sẽ nẹp thử nha. Vòng tua máy lên 2.000, turbo mở nè. Đó, tiếng turbo mở nha. Thì với phần đề ba thì xe này đề ba rất là tốt luôn. Nước đề ba rất là tốt nha. Và nếu như anh chị nào thích chiếc Ford Everest 2020 bản Ebion số sàn này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Và em xin thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô tại thị trường ô tô Tây Nguyên, kính chúc anh chị trên khắp mọi miền có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và mua được chiếc xe mà mình mong muốn nhất. Và nếu như anh chị nào yêu quý em, hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất tại kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình chính hiệu tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Bye bye.